Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kenny đây. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xuống nhà bếp của nhà mình để mình chỗ tài nấu ăn cho các bạn xem. Mình sẽ quay một cái vlog lại cái hành trình, những thứ mình nấu ăn trong bếp. Hôm nay mình sẽ cho các bạn coi. Hôm nay mình sẽ nấu cái món gọi là bánh crepe sầu riêng á. Thật thử thì đúng ra là đáng lý là không có thời gian này á, chúng mình cũng không nên ăn một cái món mà vừa ngọt mà cái kiểu vừa tráng miệng như vậy đâu. Nhưng mà tại vì lướt TikTok nhìn nó ngon, với lại nó mình kiểu mình muốn làm thử ấy. Rồi xong mấy bữa nay cũng muốn ăn một cái gì đó nó ngọt ngọt cho cái cuộc sống mình nó tươi vui lên chút xíu, bạn hiểu không? Cuộc sống mình vẫn vui nhưng mình muốn nói chung là mình muốn thử. Ok, thì đi xuống bếp với mình nhé. Let's go. Hello. Seri nấu ăn cùng Kenny đây, chúng mình bắt đầu em mọi người. Hôm nay mình sẽ nấu bánh crepe sầu riêng. Mình đã chuẩn bị hết những cái thứ mình cần rồi ở đây. Theo công thức mình Google trên mạng các kiểu thì đây là những thứ mình sẽ cần để làm bánh crepe. Mình sẽ không nói ra những cái liều lượng đâu, tại vì chưa chắc là mình làm cái này ra ăn được, các bạn hiểu không? Nên mình sẽ kiểu làm theo những cái thứ mình chỉ đọc ra những cái thứ mình xài thôi, mình sẽ không đọc liều lượng. Các bạn nếu mà muốn làm thì đừng bắt chước mình, nên Google hoặc là làm cái gì nhé. Mình cũng chưa được tin tưởng mình lắm, tại món này mình làm đầu tiên. Trong công thức mình nó kêu là có nước cốt dừa này, sữa tươi không đường, một cái trứng gà và có bột đa dụng all purpose flour, bột bắp với lại đường. Còn whipping cream thì mình có mua cái sẵn chứ mình không đánh, tại vì đây là lần đầu tiên làm mình không mạo hiểm nha mọi người, nên là mình mua một cái sẵn đây. Mình mua whipping cream ở trong chợ, cái này đã đánh sẵn. Chút nữa mình chỉ cần xịt vô trong cái bánh thôi, không cần đánh, tự đánh cream của mình. Còn đây là cái nhân sầu riêng. Đây là bức hình mình sẽ để ở đây, là cái thùng mà tụi mình đóng sầu riêng từ Việt Nam đông lạnh qua bên đây. Mấy bạn coi nhé, đây là hai thùng. Cái số lượng muối mình lấy là cỡ một muối rưỡi. Mình lấy cái thịt sầu riêng à? Hay là cái nhân? Nói chung là cái sầu riêng mình lấy ra không mà mình đánh, mình trộn lên rồi mình để tủ lạnh nãy giờ. Đấy. Ok. Các bạn đợi chút để mình phải lấy một cái tô để mình phải trộn cái phần ướt của cái phần bột trước, trộn đánh lên cho nó đều với nhau rồi xong mình mới trộn chung với bột được. Đợi chút. Lúc đầu là mình sẽ dùng ở nhà mình, đó là hình như mình nhớ theo ký ức mình ở đó, là mình có dùng cái đồ đánh bánh có rồi, cái whisk đó, mình không biết tiếng gì nó kêu là cái gì, nhưng mà nãy giờ đi kiếm vòng vòng thì nó không có, nên mình sẽ dùng cái nĩa nhé. Thì đầu tiên mà theo hướng dẫn mà trên top trên YouTube mà mình coi á, thì người ta sẽ pha cái nước trước đúng không? Thì cái này là sữa không đường nhé, mình sẽ bỏ vào đây luôn, chắc chắn là như vậy rồi. Xong tới nước cốt dừa nhé. Không biết đúng không nữa nè. Không đúng thôi đúng không? Không đúng phải ráng ăn chứ thì thôi gì mọi người. Và một cái trứng. Đó, bạn thấy mình đập trứng là bạn thấy mình chuyên nghiệp đúng không? Mình sẽ đánh trộn cho nó đều trước. Rồi chút nữa mình sẽ đổ vô từ từ, mình sẽ đổ qua một khô bên đây từ từ. Đánh đừng để cho nó lên bong bóng giống như mình nha mọi người. Nên bong bóng thì hình như là theo kiến thức của mình làm nó sẽ bánh, lúc mà bánh nó không có được mịn á. Theo kiến thức của mình là như vậy á. Các bạn phải hiểu cho mình nữa không? Có sai hay đúng gì các bạn comment nha mọi người. Đừng chửi vả mình buồn lắm. Trái tim mình bị mỏng manh á, bạn hiểu không? Tổn thương quá nhiều rồi. Không, đâu, cuộc sống mình đang vui vẻ mà. Mình xạo quá mày. Tới phần này là phần bột khô, mình sẽ trộn vô trước luôn. Cái này là bột đa dụng đúng không ta, gia dụng hay là đa dụng gì đó mình cũng không rõ nữa. Mình các bạn thấy là mình làm có một cái chén thôi đúng không, tại vì lần đầu làm á mình làm tỷ lệ ít thôi, tại vì nếu mà ăn không được á, ăn không ngon á thì mình còn ráng ăn được, nhưng mà cái số lượng nó nhỏ. Còn nếu mà làm nhiều quá ăn không hết, nó bị ngán rồi nó kiểu bị hư hỏng đồ không được. Cái này là trong đây có đường, hỗn hợp là đường với lại bột bắp.
Ok, mình sẽ bỏ vô luôn nha. Còn cái tỷ lệ mà bao nhiêu thì các bạn tự Google nha, chứ mình không chắc đâu. Này là nấu ăn cùng Kenny thôi, chứ không phải là hướng dẫn nấu ăn cùng Kenny nhé. Nên là bạn lưu ý. Tiếp theo là mình sẽ từ từ mình sẽ đổ cái hỗn hợp hồi nãy mà nước cốt dừa rồi trứng rồi sữa vô trong cái bột khô này. Từ từ thôi nha. Từ từ thôi á. Từ từ thôi. Từ từ nè, chưa đều nè. Chưa đều, mình chưa có quen tay giống như người ta nè. Thì mình phải từ đó. Mình đánh cho đều cái phần này trước rồi mình bỏ thêm. Các bạn hiểu không? Không hiểu thì mình cũng chịu rồi. Nếu mà các bạn mà hiểu theo mà mình theo mình hiểu biết của mình research cái món này á, hiểu không? Thì nếu các bạn mà thấy bột mà nó đặc quá thì các bạn cứ thêm một tí sữa vô thôi. Đó. Chắc chắn là như thế rồi các bạn ạ. Nó cũng ra gì bộ, nó cũng ra gì đó, nó cũng ra gì đó. Đổ hết luôn đi. Mệt mỏi quá. Nhớ lao nha mọi người, mình làm trong bếp mà mình làm có ngon mà bếp nó bừa bộn thì cũng vậy. Nên là chúng ta là phải cái sự sạch sẽ trong bếp á, là mình phải chúng ta phải đưa lên hàng đầu. Tại vì mà nếu mà đồ ăn ngon mà đồ ăn không vệ sinh nó cũng vậy, các bạn hiểu không? Tay hồi nãy là mình cũng rửa rồi nha mọi người. Đáng lý là mình phải nên cắt móng tay cho nó kiểu như là ngắn luôn ấy, nhưng mà chưa. Bây giờ mình đánh tới chừng nào cho mình cảm giác được cái bột của mình nó không có cái cợn cợn của những cái bột khô ở trong ấy. Nãy là mình sẽ ngừng, các bạn hiểu không? Mình đánh thôi. Để mình đứng tấn xuống để mà thấy được mình. Tại cái tripod của mình nó hơi thấp ấy. Kiểu nó, nhưng mà ví dụ mà mình để cao quá thì các bạn thấy mặt mình, nhưng mà bạn không thấy cái tô này. Đúng không? Nhưng mà mấy bạn mình mà để thấp quá thì bạn thấy cái tô, không thấy mặt mình. Mặt mình đẹp trai mà, bạn phải nhìn chứ. Đấy. Bây giờ mình đánh thì nó đã đều rồi. Và với cái crepe này á, thì cái bột các bạn càng mịn ấy thì nó sẽ càng ngọt, nó sẽ cái độ ngon nó sẽ được tăng hơn. Thì bây giờ mình sẽ có một cái cách là mình sẽ lược cái bột này thêm một lần nữa. Đáng lý là cái đợt bột khô hồi nãy là mình nên lược một lần rồi. Rồi xong cái bột ướt này mình lược một lần nữa là nó sẽ mịn 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 luôn. Nhưng mà trong công thức là người ta dùng đường bột ấy, đường bột làm bánh. Nhưng mà hồi nãy mình kiếm ở nhà mình không có nên mình dùng đường cát bình thường. Nên là mình nghĩ nó lược ra thì nó cũng vậy thôi, lược làm cái gì các bạn hiểu không? Nên bây giờ mình sẽ lược cái bột này trước, mình sẽ đi lấy cái đồ lược. Đây, mình sẽ lấy cái tô hồi nãy đựng sữa cái kiểu mình lược luôn, cho nó tiện, cho khỏi rửa nhiều mệt mỏi lắm. Các bạn cứ đổ qua thôi, để cái đồ lược đây và đổ qua thôi. Cứ thế mà đổ thôi các bạn. Chắc chắn là như vậy rồi. Lấy muỗng rồi mình vét lại những cái thứ mà kiểu còn sót lại đó. Cái gì vậy? Anh tôi mà tưởng người lạ mà. Vô làm giật mình không? Không hiểu luôn. Đó. Mịn mứt. Nó gọi là mịn mứt á mọi người. Cái bột này thì bây giờ cái màu này thì mình nghĩ lúc mà làm chín lên thì nó cũng dày, nó không đẹp đâu đúng không? Nên mình sẽ bỏ một tí màu thực phẩm vào, mình màu vàng. Mình định làm màu xanh lá nữa cho nó nổi đồ ha, nhưng mà màu vàng nó cũng tiệp với cái sầu riêng ở trong á. Nên là chúng ta nên dùng màu vàng, dùng ít thôi nha mọi người. Mình dùng ít thôi, mình chỉ nhỏ cỡ 1 đến 2 giọt thôi là cái màu vàng nó sẽ đủ rồi, chết bà rồi. Rồi. Rồi nha. Màu thực phẩm nha mọi người, chứ không phải là rồi nó ra màu vàng rồi đó. Chắc chắn là như thế rồi, mình quậy lên nè. Mình nghĩ cái đợt này thì không cần lược thêm nữa đâu, tại vì cái màu thực phẩm nó cũng có cái gì cợn ở trong đâu mà mình phải lược, các bạn hiểu không? Nếu các bạn chưa thấy đủ vàng thì các bạn thêm vài giọt nữa, tại mình thấy chưa đủ vàng này. Ok. Để xa ra. Chứ mà không để gần rồi luôn. Rồi thuận tay á.
bỏ thêm một miếng nữa là nó vàng kỳ lắm, nó vàng vừa các bạn. Cái gì á, mình làm cái gì mình phải vừa đủ thôi, mình làm quá là mình làm lố lăng nó bị ô về, mình hiểu không? Nhưng mà đứng tấn nãy giờ mỗi chân nha, nhưng mà mình đẹp trai nên phải cho các bạn coi nên mình phải đứng tấn, chị sơ chắc chắn là như thế rồi. Rồi sau khi mà các bạn làm xong cái bước này thì các bạn sẽ đi cho bột nghỉ trong tủ lạnh 30 phút. Ok, sau khi mà bột đã nghỉ trong tủ lạnh trong vòng 30 phút rồi thì mình sẽ lấy ra để mình tráng, mình làm bánh crepe. Thì trước tiên thì mình sẽ chán cái bề mặt chảo, mặc dù cái chảo này chảo không dính nhưng mà mình sẽ chán sơ một lớp dầu nha các bạn. Mình là sẽ lấy một miếng giấy nè, rồi xong rồi mình chán đồ lên để lát hồi mà khi mà bánh chín mình lấy ra nó được mướt mượt mượt, các bạn hiểu không? Đấy, hợp lý hợp lý. Luôn luôn có một cái khăn ở đây nha mọi người, tại vì nếu mà có dăng cái gì mình sẽ lau cái bếp liền thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Mình sẽ đợi chảo nóng, chảo nóng bạn hơ thôi các bạn, để xuống là phỏng nha, hơ thôi. Đợi chảo nóng thì mình sẽ để một giá vô liền, tay phải mình bỏ một giá vô, tay trái mình lắc cái chảo liền, các bạn hiểu không, cho nó đều hết, chứ không phải là chỗ một chỗ dày một chỗ mỏng thì nó không tốt. Mình sẽ chán cái mâm để cái bánh này luôn, tại vì cho nó không dính ấy. Ok, đổ bột vô nhé. Yes sir, chắc chắn là như thế rồi, chắc chắn là như thế rồi. Yes sir. Bây giờ nóng nha, nóng nha. Bây giờ thì mình, mấy bạn đã thấy được mình làm một hai cái đầu rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm hết cái phần bột này nhé. Bây giờ mình sẽ sắp bánh nhờ các bạn. Đây là bánh crepe, đây là tô sầu riêng, đây là whipping cream, đây là cái dĩa kế bên mình sẽ để bánh khi mà nó hoàn thành. Nó có bị mỡ, ta xem nó nhìn nó cực 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 kỳ nhỉ, khó chịu thế nhỉ. Ok, mình sẽ làm những cái bánh xấu chứ, cái bánh này mình nó bị đen ở ngoài nè, mình sẽ để cái lớp đen ở trong vô, xong mình sẽ xịt một miếng, một lớp whipping cream. Chắc chắn là như vậy rồi. Rồi tới sầu riêng á, mình lỡ ăn nữa bạn, lỡ rồi, lâu lâu mới được một lần. Mình chơi là mình phải chơi lúc cán mà, hiểu không? Cuộc sống mà. Nói sao nhìn bị chảy nước miếng á mọi người, thấy nó bị thèm á. Đấy, xong cái mình sẽ gấp lại, gấp một cái thì nó sẽ ra một hình vuông á mấy bạn. Dạ sơ ấy da. Đây, cái này là thành phẩm, chút nữa mình sẽ chụp hình thumbnail cái kiểu, nhưng mà cái này mình phải để vô tủ lạnh cho nó kiểu nó firm lại, nó cứng lại một tí để chút nữa mình decor đồ cho nó đẹp. Cái xấu á mình phải ăn. It's so good. It's so good, man. Ăn cái này rất là nóng. Mình nghĩ là ngày mai mà mình sẽ lên mụn. Nó ngọt nữa. Mình nghĩ là ăn xong cái này tới chiều mình sẽ đi nhảy dây 5.000 cái. Nói được làm được, chắc chắn. Xong nhé, mình ăn cái thứ hai rồi, ngon các bạn ạ. Chiều nay là gì, nhảy dây 5.000 cái chứ uống rổ cái kiểu, chắc chắn là như vậy.
Bye bye. Đi tập thể dục đây. Nhớ đăng ký kênh nha. Bye 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 bye.